Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã đến với series các câu hỏi liên quan đến cái vấn đề định cư. Em là Ly và đây là Hưng, hôm nay sẽ đồng hành cùng các anh chị. Như các anh chị đã biết thì Canada đang là quốc gia nhận được rất nhiều sự quan tâm về vấn đề định cư nhờ nền giáo dục, an sinh và môi trường sống phù hợp. Hãy cùng xem các vấn đề ngày hôm nay là gì nhé. Gần đây thì Columbus có nhận được một cái câu hỏi khá là thường xuyên là mùa đông ở Canada nhiệt độ có thể xuống dưới -20 đến -30 độ C. Vậy thì cái khí hậu này ở Canada nó có quá là khắc nghiệt đối với những người đã quen với cái môi trường Việt Nam không anh? Như các anh chị và các bạn cũng biết thì Canada là một trong những quốc gia có cái cơ sở vật chất tốt nhất thế giới. Nên cái việc mà anh chị ở nhà, ở văn phòng, ở trường học hay là ở những nơi công cộng thì đều có những cái thiết bị sưởi. Nên Canada tuy lạnh nhưng mà sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các anh chị. Em cũng nhận được một số feedback của các khách hàng đã từng sang Canada sinh sống á, là những cái vấn đề ví dụ như là viêm mũi này, xương khớp hay dị ứng thì sau một thời gian sinh sống ở Canada, bởi vì Canada là có khí hậu ôn đới thì những cái bệnh đấy nó cũng dần dần sẽ được chữa khỏi đúng không anh? Cái này là đồng ý với Ly, vì hiện tại Canada là một trong những nước quốc gia mà được đánh giá là có không khí sạch nhất thế giới. Nên những cái bệnh như viêm mũi dị ứng hay là hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ thì cũng sẽ được rất là hạn chế ở quốc gia này. Vâng, cảm ơn anh. Ngoài ra thì có cái điểm cộng nào đối với cái khí hậu tuy là lạnh đến nữa không anh? Khí hậu thì Canada tuy lạnh nhưng bù lại thì các anh chị có thể trải nghiệm được những cái hoạt động mùa đông như là trượt tuyết hay là trượt ván tuyết, hay là mình có thể tham gia những cái festival hay là những cái lễ hội mùa đông mà chắc chắn không bao giờ anh chị có thể trải nghiệm ở Việt Nam. Cảm ơn anh vì cái chia sẻ của rồi.